Ninh Thuận được biết đến là một trong những trung tâm sản xuất tôm giống lớn của cả nước, với năng lực sản xuất hàng năm trên 30 tỷ con tôm giống, cung cấp 30-35% nhu cầu nuôi của cả nước. Với mục tiêu đạt sản lượng 36 tỷ con tôm giống vào năm 2020, Ninh Thuận xác định việc xây dựng, bảo hộ và phát triển thương hiệu tôm giống Ninh Thuận là việc làm cần thiết và cấp bách. Vừa qua, Tổng cục Thủy sản phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tôm giống Ninh Thuận cho Chi cục Thủy sản tỉnh. Đây là dấu ấn quan trọng trong việc xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm sản xuất tôm giống chất lượng cao của cả nước. Cái này, cái nhãn hiệu này là như là một cái bằng chứng để mà chứng minh rằng với người nuôi tôm khắp cả nước, giới thiệu đến người nuôi tôm khắp cả nước về một cái sản phẩm tôm giống mà có thương hiệu, có chất lượng, nó góp phần là giúp cho địa phương Ninh Thuận của chúng ta thứ nhất là quảng cáo được, quảng bá được cái hình ảnh của cái sản phẩm tôm giống đặc thù của Ninh Thuận đến với cả nước, đến với cái người nuôi tôm cả nước. Cái thứ hai là cũng góp phần để bảo vệ giữ vững cái uy tín của cái thương hiệu tôm giống Ninh Thuận trong mà chúng ta đã gây dựng trong suốt cái thời gian dài vừa qua. Năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ủy quyền cho Chi cục Thủy sản tiến hành xây dựng dự án tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận dùng cho sản phẩm tôm giống của tỉnh Ninh Thuận. Sau một thời gian triển khai, ngày 15 tháng 5 năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ đã có quyết định về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tôm giống Ninh Thuận với danh mục hàng hóa mang nhãn hiệu gồm tôm sú giống BL-15, tôm thẻ chân trắng giống BL-12 và dịch vụ mua bán tôm sú giống BL-15, tôm thẻ chân trắng giống BL-12. Việc xây dựng thành công nhãn hiệu đã khẳng định vị trí số 1 của tôm giống Ninh Thuận trên thị trường, hạn chế tình trạng tôm giống không bảo đảm chất lượng gắn mác tôm giống Ninh Thuận. Các cái địa phương là cũng đang rất là lo lắng về cái tình trạng là hàng giả, hàng nhái, thì chúng tôi cũng đã mong muốn rằng là cái áp dụng cái nhãn hiệu tôm giống này thì sẽ góp phần giúp cho người nuôi là tự bản thân người nuôi có thể xác nhận được cái nguồn gốc, biết được cái nguồn gốc của sản phẩm đó, có đúng đó là doanh nghiệp đó sản xuất hay không, có đúng doanh nghiệp đó là đặt tại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận hay không. Trước đây á, là Ninh Thuận chưa có cái xây dựng được cái thương hiệu tôm giống Ninh Thuận á, thì cái sản phẩm tôm giống của Ninh Thuận á, thường lẫn lộn với các sản phẩm tôm giống của các địa phương khác. Nhưng mà nay á, đã xây dựng được cái thương hiệu tôm giống Ninh Thuận rồi thì Chi cục Thủy sản á, sẽ cấp cho các cái doanh nghiệp á, những các cái nhãn hiệu gắn ở trên logo thùng, thì qua đó thì chúng ta sẽ nhận diện được cái thương hiệu tôm giống Ninh Thuận nó dễ dàng hơn. Thì đây cũng là góp phần để các cái doanh nghiệp tôm giống trên địa bàn tỉnh được hưởng những các cái bảo hộ. Thì với vai trò là một doanh nghiệp mà sản xuất tôm giống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, thì tôi xem đây là một cái tiền đề, là một trong những cái tiền đề phát triển để các cái doanh nghiệp tôm giống trên địa bàn tỉnh hướng tới sẽ xây dựng cái chất lượng và cùng với lại tỉnh Ninh Thuận xây dựng cái chất lượng tôm giống thương hiệu Ninh Thuận nó được tốt hơn. Theo Chi cục Thủy sản tỉnh, để đảm bảo giữ vững và phát triển thương hiệu tôm giống Ninh Thuận, thời gian tới, đơn vị sẽ triển khai các hoạt động quảng bá nhãn hiệu đến với người nuôi tôm thương phẩm trên cả nước. Đối với các doanh nghiệp sản xuất tôm giống khi tham gia sử dụng quyền bảo hộ nhãn hiệu, phải đảm bảo được các tiêu chí nghiêm ngặt bao gồm nguồn gốc xuất xứ, chất lượng tôm giống, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh phòng bệnh, an toàn sinh học, không sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học, kháng sinh ngoài danh mục được phép lưu hành trong quá trình sản xuất giống, từ đó kiểm soát chất lượng, kiểm soát hoạt động sản xuất giống và nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm. Thì chúng tôi đã xây dựng một cái bộ tiêu chí. Cái bộ tiêu chí riêng cho cái nhãn hiệu tôm giống này rất nhiều nội dung, và sau này thì các cái doanh nghiệp sản xuất giống nếu như muốn sử dụng cái nhãn hiệu chứng nhận tôm giống Ninh Thuận này thì buộc lòng phải đăng ký, và chúng tôi sẽ kiểm tra xem là doanh nghiệp sản xuất có đáp ứng đầy đủ các cái điều kiện theo như bộ tiêu chí đã đề ra hay không.
việc xây dựng nhãn hiệu tôm giống Ninh Thuận đã khẳng định uy tín của sản phẩm tôm giống Ninh Thuận trên thị trường, thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư phát triển, nâng cao và đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển, xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm sản xuất tôm giống chất lượng cao của cả nước, theo định hướng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.